trưởng tổ 1 lên báo cáo. Kính thưa cô giáo và các bạn, hôm nay em tên Huỳnh Khánh Duy, hôm nay em lên đây để báo cáo các hoạt động của tổ 1 trong tuần qua. Sau đây mình xin mời bạn Cẩm Tiên tổ trưởng tổ 2 lên báo cáo hoạt động của tổ 2 trong tuần vừa qua. Các bạn, em tên là Cẩm Tiên, em xin báo cáo các hoạt động của tổ 2 trong tuần qua. Em kính thưa cô và các bạn, sau đây em xin mời bạn Bảo Tranh tổ trưởng tổ 3 lên báo cáo hoạt động của tổ 3 trong tuần vừa qua. Em thưa cô và các bạn, em